Chiến dịch quân sự quy mô lớn mà Israel mới phát động ở bờ Tây đã bước sang ngày thứ tư, tác động đến hàng chục nghìn người trong các trại tị nạn và phá hủy các cơ sở hạ tầng tại đây. Trong bối cảnh giao tranh leo thang, Liên Hợp Quốc đã thông báo đình chỉ tạm thời các dịch vụ của mình tại một số trại tị nạn. Trong khi đó, hôm qua, quân đội Israel xác nhận đã có 2 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của lực lượng này tại bờ Tây, cáo buộc một người đã xâm nhập một tòa nhà của Israel và người còn lại xả súng nhằm vào các binh sĩ Israel. Trước đó, hôm 28 tháng 8, quân đội Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở phía bắc bờ Tây. Bộ Y tế Palestine cho biết số người Palestine tử vong trong chiến dịch quân sự đang diễn ra này đã tăng lên 20 người. Cơ quan y tế tại Gaza hôm qua đã thông báo về việc khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng bại liệt cho trẻ em tại vùng lãnh thổ này. Các lực lượng của Israel và Hamas sẽ tạm dừng giao tranh để tạo điều kiện cho hoạt động y tế này. Giới chức y tế Palestine cho biết chiến dịch tiêm vaccine phòng bại liệt cho trẻ em dưới 10 tuổi tại Gaza sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến 12 tháng 9 tại Deir al-Balah, Khan Yunis, thành phố Gaza và các khu vực phía Bắc. Đây là hoạt động phối hợp với các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, phía Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1.000 nhân viên sẽ tham gia chiến dịch này, tiêm vaccine trực tiếp cho trẻ em ở Gaza thông qua các trung tâm y tế, phòng khám lưu động và địa chỉ tạm trú của các cơ quan Liên Hợp Quốc. Dự kiến, khoảng 640.000 trẻ em từ 10 tuổi trở xuống sẽ được tiêm chủng. Đây là chương trình được triển khai sau khi hồi tuần trước Gaza ghi nhận một trẻ sơ sinh mắc bại liệt tuyếp 2 lần đầu tiên sau 25 năm. Giới chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Israel và Hamas đã nhất trí tạm dừng giao tranh 8 tiếng mỗi ngày, kéo dài trong 3 ngày để tạo điều kiện cho chiến dịch tiêm chủng. Hôm qua, truyền thông Hy Lạp cho biết thành phố cảng Volos ở miền Trung đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hiện tượng cá chết nổi trắng các bờ biển và sông ngòi, đe dọa sinh kế của người dân địa phương. Đây là thảm họa môi trường thứ hai xảy ra tại đây sau trận lụt kinh hoàng ở vùng Thessaly hồi năm ngoái. Theo thông báo, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài một tháng. Theo đó, cho phép tập trung ngân sách và nguồn lực để làm sạch khu vực cảng vịnh Pagasetic. Hàng tấn cá chết đã dồn ứ lại dọc các bờ biển và các con sông ở đây. Chỉ riêng trong ngày 27 tháng 8 vừa qua, nhà chức trách đã phải dọn dẹp 57 tấn cá chết trên các bãi biển gần Volos. Ngoài dùng các tàu lớn, lực lượng chức năng cũng đặt các tấm lưới đặc biệt ở cửa sông Syria để thu gom cá chết. Theo chuyên gia, cơn bão Daniel và Elias hồi năm ngoái đã làm ngập các vùng đồng bằng có diện tích khoảng 20.000 ha, cuốn trôi một lượng lớn cá nước ngọt từ sông ra biển. Tình trạng cá chết dự báo sẽ làm giảm thêm lượng khách du lịch tới vùng này, vốn đã giảm 80% trong năm ngoái. Cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra về cuộc khủng hoảng môi trường này. Công ty vũ trụ tư nhân SpaceX đã được cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA cho phép nối lại hoạt động phóng tên lửa Falcon 9 trong khi cuộc điều tra chung về sự cố trong nhiệm kỳ Starlink Group 86 vẫn tiếp diễn, với điều kiện đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn theo giấy phép. Falcon 9 là tên lửa chủ chốt của SpaceX, được chính phủ Mỹ và ngành công nghiệp tư nhân tin tưởng để đưa vệ tinh và phi hành gia vào quỹ đạo. Hồi tháng 7 vừa qua, tên lửa này cũng đã bị đình chỉ hoạt động trong khoảng 2 tuần khi tầng tên lửa thứ hai gặp sự cố và không thể triển khai các vệ tinh Starlink ở độ cao chính xác, khiến các vệ tinh này bị cháy khi rơi trở lại bầu khí quyển của trái đất. Khi màn đêm buông xuống ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, cũng là lúc các vận động viên ở mọi lứa tuổi và mang nhiều quốc tịch bắt đầu tham gia cuộc thi bơi đêm dọc theo các con kênh ở trung tâm thành phố. Sự kiện diễn ra ngày 30 tháng 8 và kéo dài trong 2 ngày. Hơn 550 vận động viên bơi lội mang theo phao phát sáng đã cùng tham gia giải giao lưu bơi đêm trên chặng bơi dài 2 km xuyên qua trung tâm thành phố. Những chiếc phao phát sáng sẽ đóng vai trò như chiếc đèn đường cho các vận động viên. Các nhân viên cứu hộ cũng túc trực trên bờ và trên các con thuyền. Sự kiện nhằm phản ánh rằng môi trường nước ở đây rất sạch nên mọi người đều có thể bơi, không chỉ riêng người dân bản địa mà có rất nhiều người nước ngoài cũng tham gia. Với các vận động viên, đây là trải nghiệm thú vị, trong khi nhiều người khác lại có dịp chứng kiến một cảnh tượng độc đáo. Chúng tôi đã từng tham gia bơi ngày vào các năm trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia bơi đêm. Thật tuyệt vời. Sự kiện bơi đêm này sẽ kéo dài trong 2 ngày tại bến cảng ở Copenhagen, là một phần trong giải bơi Try for Dan Copenhagen thường niên, một chuỗi các sự kiện bơi lội gồm hai hạng mục là thi đấu và giao lưu.
Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.